hữu chiều cao 1m69, quê quán Quảng Nam. Anh từng giành huy chương bạc ở khu quốc gia và hiện đang là viên tướng hán thủ quốc gia. Thành tích thi đấu ngày hôm nay: 1 trận thắng, 1 trận thua và 0 trận hòa. Chào đón Võ Minh Thường. Ở phía bên góc đài đỏ là đại diện duy nhất của câu lạc bộ T88, sinh năm 2004, sở hữu chiều cao 1m78 và đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Anh từng đạt huy chương vàng quân khán trẻ toàn quốc 2020. Thành tích thi đấu của em 2 chiến thắng, 3 thất bại và 0 trận hòa. Chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa hai võ sĩ Võ Minh Thường đối đầu với Nguyễn Nguyên Trường. Hai trường phái thi đấu đánh đứng, striking đấu với grappling. Chúng ta sẽ xem môn võ nào sẽ chiếm ưu thế hơn trong trận đấu này. Nhưng bây giờ thì Nguyên Trường đang thi đấu đánh đứng với Minh Thường. Cả hai vẫn chưa quá là áp sát nhau trong những tình huống thi đấu. Và trọng tài Nguyễn Văn Hùng chắc chắn rồi sẽ phải đưa trận đấu hấp dẫn hơn, yêu cầu hai võ sĩ tích cực hơn. Thật sự chưa có một cú đá hoặc là một cú đấm chính xác nào. Bình thường thì lo ngại về khả năng địa chiến của đối thủ. Và bây giờ là tình huống double leg takedown và những cú gối đang được Minh Thường tung ra về phía đối thủ. Còn Nguyễn Trường đã đưa được đối thủ của mình xuống sàn. Và bây giờ sẽ là kinh nghiệm của võ sĩ tán thủ. Vẫn đang cố gắng bước lên bụng những nỗ lực của Nguyên Trường. Nhưng Minh Thường cũng đang phòng ngự tốt. Và trọng tài Nguyễn Văn Hùng sẽ đưa trận đấu về một tư thế đẹp hơn. Đó là những tình huống kiểm soát dưới mặt sàn. Và Minh Thường đang cố gắng lật người lại. Nguyên Trường đã chiếm được hoàn toàn phần bụng của Minh Thường. Trọng tài lại một lần nữa ngưng trận đấu lại và đưa trận đấu về tư thế đánh rất đẹp. Sự chuyên nghiệp của trọng tài GMA. Và bây giờ Nguyên Trường sẽ có lợi thế trong tình huống armbar này. Vẫn không thể thiết lập armbar đối với Minh Thường và trận đấu sẽ trở lại với tư thế đánh đứng. Minh Thường đang rất kinh nghiệm trong những tình huống chống vật của mình. Và vừa rồi anh có một tình huống bẻ khóa nữa. Anh không cho đối phương thực hiện đòn armbar đối với mình. Nguyên Trường cũng là một võ sĩ trẻ. Nên những đòn khóa, những tình huống setup của anh nó vẫn chưa thật sự được hoàn hảo. Minh Thường rất điềm tĩnh. Bởi anh biết một hiệp đấu tại bộ môn MMA diễn ra với thời lượng 5 phút. Khác với bộ môn tán thủ chỉ diễn ra với thời lượng 3 phút thôi. Tay sau chính xác của Minh Thường. Nhưng cú đấm rất chớp nhoáng. Bất ngờ tăng tốc sẽ là điểm mạnh của Minh Thường trong những tình huống đổi đòn. Minh Thường vẫn đang giữ cự ly trước đối phương. Và lại thêm một tình huống takedown nữa và vẫn chưa thành công đến từ vị trí của Nguyên Thường. Đã có những cú gối đến từ cả hai rồi. Và bây giờ là underhook của Thương, nhưng trọng tài đã nhắc nhở Minh Thường là không được móc tay vào dây đai. Underhook rất chặt. Và chúng ta sẽ
chờ xem mình thường có tìm được khoảng trống để thực hiện những đường lên gối không. Những cú lên gối sở trường của anh. Và có lẽ đây là khoảng thời gian nghỉ dành cho Minh Thường. Minh Thường là một võ sĩ già dặn, nhưng bây giờ thì người đang chiếm được lợi thế hơn là Nguyên Trường. Và vẫn tiếp tục cố gắng có thể tình huống thích đao đối với đối phương. Nhưng ấn đồ húc rất chặt đến từ vị trí của Minh Thường. Nguyên Trường đã lấy được ấn đồ húc rồi. Và liệu sau tình huống lấy ấn đồ húc này thì Nguyên Trường có thể đưa đối phương của mình xuống sàn hay không? Mình Black chip của Nguyên Trường, nhưng chân đã bị vướng vào dây đai. Và trọng tài Nguyễn Văn Hùng sẽ đưa trận đấu về giữa sàn. Có lẽ Minh Thường đang suy tính rất nhiều về chiến thuật. Anh muốn câu giờ để đưa trận đấu vào hiệp đấu thứ hai, thứ ba, làm tiêu hao thể lực của chàng trai 2K4 Nguyên Trường. Nguyên Trường trong sự nghiệp thi đấu của mình đã có 4 trận thi đấu MMA chuyên nghiệp, 1 trận thắng và 3 trận thua. Còn đây mới chỉ là trận MMA chuyên nghiệp đầu tiên của Minh Thường mà thôi. Cự ly rất tốt đến từ võ sĩ Minh Thường, một đại diện nữa của Sara Bình Dương. Một cú body shot. 10 giây còn lại. Và bây giờ là single leg của Nguyên Trường. Nhưng Minh Thường vẫn đang phòng ngự quá tốt. Golotin và trận đấu dừng lại. Chúng ta sẽ đến với hiệp đấu thứ hai, trận đấu giữa Minh Thường đối đầu với Nguyên Trường. Trận đấu vẫn chưa có gì nổi bật cả, vẫn chỉ là những tình huống cắt của hai vợ. Và bây giờ là tình huống double leg takedown. Minh Thường đang chống một tay, dựa lưng vào dây đài. Nhưng bây giờ thì Nguyên Trường đã đưa được phần mông của Minh Thường xuống sàn. Vẫn tiếp tục là phần kiểm soát đến từ vị trí của Nguyên Trường. Và Nguyên Trường sẽ cố gắng để có thể ngồi lên bụng của Minh Thường. Và Minh Thường đang siết Golotin máy chém đối với Nguyên Trường. Tình huống này đang rất gần dây đài. Và bây giờ thì Nguyên Trường đã có được mao rồi. Và trọng tài Nguyễn Văn Hùng sẽ chỉnh lại hai võ sĩ ở một tư thế tốt hơn. Và Minh Thường sẽ cố gắng lật người lại. Rất nỗ lực trong tình huống gập người lại. Minh Thường vẫn chưa thể đứng dậy được. Có được lưng rồi, bắt được lưng rồi. Liệu Nguyên Trường có thể set up một tình huống INC Redex Chop hay không? Chắc chắn là sẽ muốn set up tình huống INC rồi. Và bây giờ là một màn fight hand, đấu tay của hai vận động viên. Chân của Nguyên Trường đã bám rất chặt rồi. Minh Thường đang đứng được. Cú gối của Minh Thường. Cú gối đi thẳng vào vùng body.
body của Nguyên Trường. Các đại diện của Sanha Bình Dương đang cho thấy quả khả năng thoát hiểm của mình là tốt đến như thế nào. Từ Ben Tú Tài và bây giờ là Minh Thường. Một tình huống thoát khỏi tình thế mà Minh Thường bị đối phương set up đòn RC Renekton. Trọng tài Nguyễn Văn Hùng sẽ đưa trận đấu về giữa sàn và hai võ sĩ sẽ tiếp tục trong tư thế striking. Chúng ta có thể thấy là trong những tình huống này thì võ sĩ Nguyên Trương là người đang bị mất nhiều sức hơn. Anh mất công take down và mất công set up những tình huống đánh của mình. Còn Minh Thường vẫn đang sử dụng tốt chiến thuật của mình, bào mòn sức của đối phương. Và có lẽ anh sẽ tung ra những đòn đánh quyết định ở trong hiệp thi đấu cuối cùng. Vẫn là cự ly của Minh Thường. Cú đá hay kích đầu tiên của Minh Thường nhưng nó vẫn chưa thể đi trúng vào vùng đầu của Nguyên Trường. Chúng ta có thể thấy là Minh Thường là một võ sĩ thi đấu tính toán nhiều hơn Ben Tú Tài, người đàn em của mình. Vẫn chỉ là những tình huống ra vào cự ly của hai vận động viên. Tuy giới thiệu mình là một võ sĩ thi đấu thuần Jiu-Jitsu, nhưng chúng ta có thể thấy là Nguyên Trường vẫn đang thi đấu vô cùng sọc phẳng trong tư thế striking với Nguyên Trường. Bây giờ là underhook của Nguyên Trường. Còn Minh Thường thì có overhook. Vẫn là những tình huống leg trip, những tình huống gai chân của Nguyên Trường về phía Minh Thường. Minh Thường lúc này phải giữ thật chặt underhook nếu không muốn được bị đối phương của mình đưa xuống sàn. Và chắc chắn rồi, Minh Thường sẽ muốn trọng tài Nguyễn Văn Hùng đưa cả hai về giữa sàn để tiếp tục để thực hiện ý đồ đánh đứng của mình. Một trận đấu mà cả hai không quá thể hiện được chuyên môn của mình trong những môn võ mà mình tự tin. Minh Thường vẫn chưa thể tung ra những cú đánh chuẩn chỉ của môn tán thủ. Và bây giờ là áp sát, lại một lần nữa có được overhook đến từ vị trí của Nguyên Trường. Và tiếp tục là những tình huống gài chân, nhưng Minh Thường vẫn đang phòng ngự quá tốt. Anh và bây giờ vẫn tiếp tục là những tình huống giằng co ở phần phía dây đài. Thường đang chống vật vô cùng tốt và Nguyên Trường đang bị Minh Thường bào mòn sức ở trong những tình huống tì đè và đưa đối phương xuống sàn. Và vừa rồi Nguyên Trường vừa dính một gối rất nặng đến từ vị trí của Minh Thường. Và một lần nữa trọng tài Nguyễn Văn Hùng phải đưa trận đấu về giữa sàn. Nguyên Trường đã thấm mệt rồi trong những nỗ lực bất thành của mình. Và bây giờ Minh Thường đang đẩy nhịp cao của 10 giây cuối cùng, vẫn chưa thể đưa ra một cú đá trúng đích. Một trận đấu quá chặt chẽ đến từ cả hai võ sĩ. Cú đạp chính xác của Minh Thường. Nhưng rất tiếc, thời gian của hiệp thi đấu thứ hai đã khép lại. Và những phong thái tự tin của Minh Thường, có lẽ Minh Thường sẽ bùng nổ trong hiệp thi đấu thứ ba. Chúng ta sẽ quay trở lại với hiệp thi đấu cuối cùng của Minh Thường và Nguyên Trường. Một trận đấu đang diễn ra với một thế trận mà hai võ sĩ thi đấu quá chặt chẽ, vẫn chưa ai thể hiện được thế mạnh của mình. Và bây giờ là màn trình diễn của Minh Thường. Kiểu hiệp thứ 3 này
anh sẽ tung ra nhiều đòn đánh hơn. Khi biết thể lực của Nguyên Trương đã bị bào mòn ở hai hiệp đấu trước khả năng chống vật xuất sắc của mình, Nguyên Trương đang Minh Thương đang có những tình huống tăng tốc và Minh Thương đang đẩy thể lực của mình lên, đồng thời đẩy thể lực của đối thủ của anh. Và vừa rồi đã có một cú gối đi thẳng vào hạ bộ của Nguyên Trương đến từ Minh Thương, và mí mắt của Minh Thương cũng đã có máu rồi. Một tình huống lên gối khá tiếc của đại diện đến từ Sanda Bình Dương. Và bây giờ là khoảng nghỉ dành cho Nguyên Trương. Ở hai hiệp thi đấu trước thì Minh Thương đang cho thấy khả năng chống vật của mình là tốt đến như thế nào. Anh cũng với ý đồ là bao mòn sức lực của Nguyên Trương. Và có vẻ như ý đồ của Minh Thương đang thành công. Chúng ta hoàn toàn thấy là thể lực cũng như sức ép của Nguyên Trường đã giảm sút. Và cùng lúc này thì Minh Thương đang phải xử lý vết thương ở mí mắt. Máu đã chảy sau một tình huống đổi đòn của cả hai võ sĩ. Minh Thương đang nhìn về phía ban huấn luyện của mình. Ban huấn luyện của Minh Thương vẫn đưa ra yêu cầu anh thực hiện những đòn gối, nhưng lần này những đòn gối của anh phải chính xác hơn. Vẫn chưa có sự ổn định đến từ võ sĩ Nguyên Trường, thì anh đang phải chỉnh lại vùng bảo hộ cookie của mình. Và đã có một lần nhắc nhở của trọng tài Nguyễn Văn Hùng đối với Minh Thương, và kèm với đó là một thẻ phạt. Và mỗi một thẻ phạt tại GMA sẽ bị trừ 5% giá trị tiền thưởng. Và Minh Thương của chúng ta đã bị mất 5% giá trị tiền thưởng sau cú lên gối vào vùng hạ bộ của Nguyên Trương. Sao lúc thẻ biết kéo đâu, trừ 5% chơi. Và chúng ta sẽ quay trở lại với hiệp thi đấu cuối cùng của Nguyễn Trường và Minh Thường. Mọi thứ đã ổn rồi. Và bây giờ thì Minh Thường mới sử dụng những cú đá có lực về phía của Nguyễn Trường. Ý đồ bào mòn sức của đối phương, lại là áp sát. Single leg takedown của Nguyễn Trường, phòng ngự chống vật của Nguyễn Thường. Vẫn cố gắng có một tình huống double leg takedown đến từ vị trí của Nguyễn Trường thưa quý vị. Chân của hai võ sĩ đã vượt ra khỏi dây đài. Nguyễn Thường uống gai chân và Nguyên Trương cũng đang muốn tăng tốc. Có lẽ sau khoảng nghỉ vừa rồi thì Nguyên Trương cũng đã sạc lại pin cho mình. Và anh đang cố gắng một lần nữa đưa Minh Thương xuống sàn. Nhưng Minh Thương vẫn đang chứng tỏ mình là một võ sĩ chống vật vô cùng hoàn hảo. Kèm theo đó là những cú gối đi vào vùng lườn nữa. Một trận đấu rất chặt chẽ. Nếu mà Minh Thương không thể thoát ra khỏi được tình huống hiểm nghèo này, có lẽ anh sẽ phải trở lại với mặt đất. Nguyên Trường giữ Minh Thương trong góc đài này, thì lợi thế có lẽ sẽ nghiêng về võ sĩ đến từ C88. Khi ở hai trận thì hai hiệp đấu trước, anh là người có những tình huống thích đao bằng là người kiểm soát dưới mặt đất nhiều hơn Minh Thường. Rất tuyệt vời khi Nguyên Trường đã phá được kế hoạch của Minh Thường khi tung hết sức lực ở hiệp thi đấu cuối cùng. Và bây giờ Nguyên Trường lại là người có lợi thế hơn khi anh kiểm soát được đối phương và không cho Minh Thường thực hiện được ý đồ sử dụng hết sức lực của mình ở hiệp thi đấu thứ 3. Và trận đấu chỉ còn hơn 2 phút mà thôi. Trường không cúi thấp đầu để bóc chân. Nhưng vẫn rất khó khăn khi Nguyên Trường không thể cúi thấp người và bốc chân lên được. 2 phút 30 giây cuối cùng, một nửa thời gian thi đấu của hai võ sĩ đã trôi qua. Minh Thương được trở về với tư thế đánh đứng và anh đang tự tin hơn và cũng rất cẩn trọng trong những tình huống áp sát của Nguyễn Trường. Minh Thường đang tạo ra rất nhiều động tác giả và chúng ta thấy những cú đá tầm xa rất chuẩn xác, những tình huống đổi đòn và những tình huống đấm hút của Minh Thường là vô cùng
chuẩn xác rồi. Khán đài đang đội cú tay sau vai chính xác của Minh Tường. Nguyên Trường đã bị choáng rồi, lại thêm cú đá nữa và trụ của Nguyên Trường đang phải nhấc lại mặt đất, áp sát vào những cú gối của Minh Tường, tung về phía của Nguyên Trường. Và lần đầu tiên trong trận đấu này, Minh Tường đưa được Nguyên Trường xuống mặt đất, một cú double leg takedown thành công. Nhưng bây giờ thì Nguyên Trường đang sử dụng gắt nóng để khóa chặt người của Minh Tường lại. Và liệu Minh Tường có thể đưa ra những cú wow and pow về phía đối phương hay không, khi Nguyên Trường đang giữ rất sát đầu của hai lại gần với nhau. Lần đầu tiên trong trận đấu này mà Nguyên Trường phải phòng ngự trong những tình huống đánh nằm. Rất bất ngờ, một phút cuối cùng của trận đấu và chúng ta được chứng kiến võ sĩ tán tủ Minh Tường chiếm lợi thế trong tình huống grappling đối với một tay chơi jiu-jitsu như Nguyên Trường. Một phút cuối vẫn chưa có raw and bao dành cho Minh Tường, khi Nguyên Trường đang phòng ngự cũng khá tốt, nhưng vừa rồi là một cú gối len lòi của đại diện đến từ Sada Bình Dương vào mặt của Nguyên Tường. Có raw and bao rồi nhưng nó chưa thật sự rõ ràng. Liên tục là những cú búa, những cú hammer fist của Nguyên Tường về với mặt của Nguyên Trường. Đã xuất hiện những cú trỏ đặc trưng của GMA. Liên tục là những tình huống hammer fist của Minh Tường. Minh Tường rất nỗ lực trong những tình huống raw and power của mình. Và Nguyên Trường đang phòng ngự ở 10 giây cuối cùng. Nguyên Trường vẫn chỉ có thể giữ được. Và trận đấu khép lại. Bây giờ ok. Ủa đúng không? Dạ vâng, đây là MMA, là nơi mà chúng ta không thể biết trước điều gì sẽ diễn ra. Rõ ràng là trong trận đấu vừa rồi, máu càng đổ thì võ sĩ của chúng tôi chiến đấu càng hăng. Tuy nhiên, đọc tình huống tốt, cùng với sự thông minh và nhạy bén, thì sau 3 hiệp đấu, chiến thắng đã thuộc về đại diện đến từ câu lạc bộ Sada Bình Dương. Xin chúc mừng chiến thắng
chuyên nghiệp đầu tiên của bạn tại đấu trường MMA. Chúng tôi biết là bạn vừa trải qua một trận đấu MMA vào tuần trước và bây giờ bạn quay trở lại với đấu trường MMA vào tuần này. Điều này có ảnh hưởng quá nhiều đối với bạn không? Em xin chào tất cả quý vị xem trận đấu của em qua màn hình cũng như là xem tại các trường ạ. Thì trận vừa rồi cách đây một tuần không lâu thì em cũng có đánh một trận, nhưng mà thực sự để mà tới đây trận thì nó cũng hơi gấp đó, hơi gấp đó, nên là cái thời gian phục hồi của mình nó cũng chưa kịp, nhưng mà cố gắng, tinh thần là cố gắng. Ok, trong trận đấu này chúng tôi thấy là bạn đã cố gắng bào mòn đối thủ của mình Nguyên Trương ở hai hiệp đấu, là hiệp thi đấu thứ nhất và thứ hai, và sau đó bạn tung hết sức lực vào hiệp thi đấu thứ ba. Điều này có phải là ý đồ chiến thuật của bạn hay không? Dạ vâng, thì trước đây là Nguyên Trương là một đối thủ là rất là hay, một võ sĩ quá tiềm năng, nên mình cũng không thể dám đánh bình thường càn sát như các trận đấu khác được, phải chuẩn bị kỹ hơn để chiến thuật. Vâng, xin cảm ơn bạn và chúc bạn quay trở lại với GMA vào mùa sau ở những trận đấu chính. Xin cảm ơn. Đến từ câu lạc bộ Sanga Bình Dương, và cũng xin cảm ơn đại diện đến từ thi 88 học sinh Nguyễn Nguyên Trương với màn cống hiến vừa rồi.